Ngoài ra, nếu như các bạn tìm hiểu những kiến thức truyền thông marketing trên Internet hay là các bài viết chia sẻ của những chuyên gia làm marketing thì họ sẽ có những cái góc nhìn khác, những cách chia sẻ khác về những hình thức truyền thông này. Đó là những góc nhìn về phương tiện truyền thông theo mô hình POE, hay là những góc nhìn về hình thức truyền thông theo above the line, below the line, through the line. Khi digital phát triển thì niềm nổi bật của nó so với các nền tảng khác là có thể đo lường một cách rất là dễ dàng và điều chỉnh tối ưu hóa ngay lập tức. Nhờ tính năng này mà các hình thức truyền thông marketing được chia theo góc nhìn của POE, tức là Page, Own và Earned Media. Page Media đó là tất cả các hình thức truyền thông IMC mà doanh nghiệp phải trả tiền cho các kênh truyền thông của bên thứ ba để có thể public, xuất bản hay là phát sóng ra bên ngoài. Own Media, truyền thông sở hữu, đó là những cái hoạt động truyền thông trên các kênh của doanh nghiệp, bao gồm như là website hay là fanpage trên Facebook hay là YouTube channel của doanh nghiệp. Earned Media, truyền thông lan truyền, là các thảo luận tự nhiên, là một hành động của một cá nhân nào đó hay là một tổ chức nào đó tự chia sẻ các chương trình của doanh nghiệp, hay là tự nói tới, tự bàn luận về doanh nghiệp đó một cách rất là tự nhiên. Own Media thì có thể xem là kết quả của Paid Media và Own Media, bởi vì qua hai kênh truyền thông này thì đối tượng chiến dịch marketing mới thể biết đến, và khi mọi người biết đến và tự tạo ra những cuộc thảo luận về nó thì Own Media được hình thành. Việc tách biệt giữa Paid, Own và Earned Media sẽ giúp chúng ta đo lường, đánh giá và quản lý được những chiến dịch marketing đặc biệt hữu dụng trên kênh social media. Biết được việc thực hiện trên các kênh phải trả tiền có hiệu quả hay không, hoạt động truyền thông trên những kênh sở hữu có tác động ra sao, và cuối cùng là chiến dịch này có sức lan tỏa đến cộng đồng tới mức độ nào. Rõ ràng việc phân loại theo góc nhìn POE này thì sẽ bổ trợ rất tốt cho cái việc đo lường và đánh giá các hoạt động truyền thông sau khi chúng ta đã triển khai. Tất nhiên thì trước đó bạn phải cần làm rõ được các hình thức truyền thông marketing trong bảng ma trận IMC đã nêu ở phần trên. Thì có một cái góc nhìn khác về các hình thức truyền thông marketing được sử dụng bởi P&G, là một trong những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng nhất thế giới trong cái ngành FMCG. Góc nhìn hình thức truyền thông theo above the line, below the line và through the line. Above the line là các loại hình marketing có độ phủ rộng, thường nhằm đến đối tượng mục tiêu là người dùng, và nhằm đến mục đích đó là tăng nhận diện thương hiệu, xây dựng hình ảnh thương hiệu. Above the line được biết đến như là brand marketing, còn gọi là consumer marketing, tiếp thị đến người tiêu dùng. Loại hình này thì thường được áp dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng như là TV, radio, print hay là ô hay là outdoor. Below the line thì là loại hình marketing nhằm đến một đối tượng cụ thể với mục đích đó là tăng sự trung thành của khách hàng và khiến khách hàng mua sản phẩm nhiều lần. Below the line thì liên quan đến trade marketing, thường được áp dụng để nhắm vào đối tượng shopper, người mua hàng và các hoạt động tại điểm bán. Through the line là loại hình marketing rất mới nhưng được áp dụng rất nhiều bởi gần như tất cả các thương hiệu. Khi mà mạng xã hội và kỷ nguyên số digital đã làm lu mờ the line đi rồi. Through the line thì là hoạt động kết hợp cả giữa above the line và below the line để có thể tương tác với khách hàng tại nhiều kênh khác nhau và tại nhiều thời điểm khác nhau với một thông điệp thống nhất được truyền tải. Rõ ràng việc phân chia theo above the line, below the line và through the line là một góc nhìn khác về các hoạt động truyền thông marketing tích hợp. Trong đó thì above the line và below the line là các hình thức IMC trong truyền thống, với above the line liên quan đến các hình thức quảng cáo, below the line thì liên quan đến bốn hình thức còn lại, như là PR, bán hàng cá nhân, direct marketing hay là sales promotion. Còn through the line thì là năm hình thức IMC trong digital. Thì hy vọng rằng việc đưa thêm ra hai góc nhìn về cách phân chia hình thức marketing và phương tiện truyền thông sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn khi mà tìm hiểu những kiến thức ở ngoài thực tế, cũng như là không bị rối loạn hay là vì chưa kịp tự mình hệ thống được bài bản những kiến thức này, cũng như là chưa có được một hệ thống marketing hay là hệ thống kiến thức truyền thông tích hợp IMC.